Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Theo Daily Star, tính đến nay, đã gần 5 năm trôi qua kể từ khi vị bác sĩ người Hà Lan Jan Kabat trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 89. Nhưng cú sốc mà ông để lại vẫn là tiếng xấu khó rũ bỏ. Người đàn ông Hà Lan từng có một sự nghiệp đầy vẻ vang với danh nghĩa là bác sĩ chuyên về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại một phòng khám hiến tặng tinh trùng ở Parentreth, Hà Lan. Ông được các chuyên gia y tế đồng nghiệp đánh giá cao và được coi như một siêu sao ở thành phố Rotterdam vì có công giúp đỡ và mang lại tiếng cười trẻ thơ cho các gia đình hiếm muộn. Nhưng người ta thường nói, sai một ly đi một dặm, sự nghiệp của ông này đã bị vấy bẩn bởi bí mật động trời. Ông Jan Kabat đã tự ý tráo đổi tinh trùng của người hiến tặng bằng tinh trùng của chính mình rồi thụ thai cho các khách hàng. Việc này không hề có sự cho phép của những người phụ nữ được hỗ trợ sinh sản ở phòng khám này. Bên cạnh đó, ông ta còn nói với các khách hàng rằng những người hiến tặng phải giấu tên. Vào thời điểm đó, việc che giấu người hiến tặng tinh trùng thực sự là bất hợp pháp. Sau khi các thỏa thuận được ký kết, ông ta thường tiêm tinh dịch của chính mình cho khách hàng mà họ không hề hay biết sự thật. Bí mật chỉ bị bại lộ sau khi vị bác sĩ này qua đời vào năm 2017 khi ADN của ông ta cuối cùng đã được phép đưa ra làm xét nghiệm. Điều đáng kinh ngạc là sau đó người ta phát hiện ra rằng ông ta đã lén lút bơm tinh dịch cho ít nhất 78 phụ nữ tại trung tâm y tế Bridgedorf. Người ta tin rằng con số thực là gần 200 người. Khi còn sống, ông Jan Kabat từng nói về công việc của mình rằng đó là một thử thách và bạn cố gắng đáp ứng mong muốn của những người phụ nữ để họ có thể sinh con theo ý muốn. Sự thật được đưa ra ánh sáng với sự giúp đỡ của nhà báo Ba Lan Camille Ballot, người đã dành 3 năm để tìm hiểu về sự nghiệp của bác sĩ Jan Kabat. Vào tháng 2 năm 2019, 22 cặp vợ chồng cùng các con của họ đã giành được quyền xét nghiệm và so sánh ADN của mình với bác sĩ Jan Kabat. Bởi họ nhận thấy một đứa trẻ có mắt màu nâu trong khi người hiến tinh trùng có mắt màu xanh và thậm chí một đứa trẻ khác trông rất giống bác sĩ Jan Kabat. Mặc dù khi còn sống, vị bác sĩ này cũng từ chối tham gia các cuộc kiểm tra ADN và luật sư của gia đình bác sĩ Kabat cũng biện hộ chống lại những cuộc kiểm tra tương tự. Tuy nhiên, các thẩm phán đồng ý cho xét nghiệm quan hệ cha con vì họ đặt quyền trẻ em lên trên quyền của Jan Kabat và gia đình ông. Cuối cùng, nhà chức trách đã phát hiện ra ông dùng tinh trùng của mình để thụ tinh cho bệnh nhân, sinh ra ít nhất 49 đứa trẻ. Joy, một trong những đứa con của bác sĩ Jan Kabat cho biết, cuối cùng sau nhiều năm, mọi căng thẳng cũng đã kết thúc. Tôi mừng vì mọi thứ đã rõ ràng. Cũng như Joy, hiện tại sau nhiều năm không chắc chắn cha mình là ai, các nguyên đơn cuối cùng cũng có thể xác định được rằng mình là một trong những đứa con của bác sĩ người Hà Lan này và mình còn rất nhiều anh chị em thất lạc ngoài kia. Ngủ nướng một chút vào ngày cuối tuần thì chẳng sao cả, dù mẹ bạn không nghĩ như vậy. Nhưng nếu mấy đêm liền bạn ngủ cả 10 tiếng đồng hồ mà buổi trưa vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài, đã đến lúc tìm hiểu nguyên nhân thực sự rồi đấy. Ngủ nhiều bẩm sinh. Một nghiên cứu chỉ ra rằng gen có thể là nguyên nhân khiến bạn ngủ nhiều hơn 8 tiếng một ngày, tức số giờ ngủ trung bình của người trưởng thành. Nhà khoa học Ronald Trevin tại Đại học Michigan, Mỹ cho biết về trường hợp này. Thay đổi việc ngủ nhiều do di truyền là khá khó khăn, nhưng nếu thường xuyên đi ngủ và thức dậy vào đúng khung giờ nhất định, bạn sẽ dễ dàng hơn trong điều chỉnh giấc ngủ của mình. Ngoài ra, độ tuổi thiếu niên cũng được cho là cần ngủ nhiều hơn và phải đấu tranh dữ dội hơn để có thể chống lại sự cám dỗ của chiếc giường êm ái. Ở tuổi này, cơ thể sẽ có nhiều thay đổi, bao gồm cả nhịp điệu sinh học hàng ngày và điều đó dẫn tới giấc ngủ kéo dài hơn. Dĩ nhiên một phần còn do thói quen nữa. Nhìn chung với trường hợp này, ta có thể nói rằng ngủ nhiều không có lỗi, lỗi ở gen và hormone mà thôi. Ngủ bù cho những đêm thức trắng. Nếu bạn thức trắng 1-2 đêm, thì sau đó cơ thể sẽ muốn ngủ nhiều hơn ngay khi có cơ hội. May cho bạn, đây là một thói quen xấu hơn là một triệu chứng bệnh.
Tuy vậy, việc thức ngủ thất thường là trái với bản năng tự nhiên của chúng ta, cho nên ngủ bù chẳng thể giúp bạn cảm thấy sảng khoái hơn đâu. Một giấc ngủ tốt cũng tương tự như thời gian đã trôi vậy, qua rồi là không lấy lại được. Tâm lý bất ổn có thể là thủ phạm. Có hai trường hợp xảy ra với giấc ngủ khi bạn gặp vấn đề về tâm lý. Theo một báo cáo từ Đại học Bristol Anh, 75% người trầm cảm bị mất ngủ. Nhưng có trường hợp họ cảm thấy uể oải và muốn ngủ nhiều hơn, mỗi lần ngủ kéo dài tới 10-11 tiếng đồng hồ. Trường hợp này xảy ra 40% ở người trẻ và 10% ở người lớn tuổi. Nữ giới sẽ gặp điều này nhiều hơn nam giới. Khi trầm cảm dẫn đến chất lượng giấc ngủ suy giảm, bạn đừng cố trì hoãn mà hãy đến gặp bác sĩ tâm lý ngay để được tư vấn kịp thời. Ngủ nhiều có thể là biểu hiện của rối loạn giấc ngủ. Rối loạn giấc ngủ là bệnh lý và trầm cảm không phải nguyên nhân mà chỉ là yếu tố khiến bệnh bộc phát hoặc trầm trọng thêm mà thôi. Bệnh này xảy ra ở nhiều độ tuổi khác nhau. Các nhà khoa học từ Đại học Stanford từng nghiên cứu về nguyên nhân thực sự của nó nhưng chưa thể đưa ra kết luận. Rối loạn giấc ngủ bao gồm nhiều biểu hiện khác nhau, đó có thể là chứng mất ngủ hoặc ngược lại có một hội chứng khác gọi là Sleeping Beauty, người đẹp ngủ. Người gặp hội chứng này có thể ngủ suốt từ 15 đến 20 tiếng và chỉ ra khỏi giường để ăn hay dùng nhà vệ sinh mà thôi. Lưu ý là điều này lặp lại hàng tuần chứ không phải một hành vi đột ngột tự phát. Những đặc điểm này của hội chứng Sleeping Beauty là khác biệt đôi chút so với việc ngủ nhiều do muộn phiền, trầm cảm. Xác suất xảy ra sự rối loạn giấc ngủ chỉ là 1 trên 1 triệu người. Nhưng nếu bạn nghi ngờ mình đang gặp phải điều này, tốt nhất là nên tham khảo ý kiến bác sĩ ngay. Ngủ nhiều hơn sau chấn thương. Chấn thương ở não có thể gây ra giấc ngủ kéo dài hàng ngày. Đây là một cơ chế của não, vì việc ngủ nhiều hơn giúp phục hồi chức năng của cơ quan thần kinh. Tuy nhiên, sau chấn thương lại gặp vấn đề về giấc ngủ thì đây là dấu hiệu không thể xem thường. Nói tóm lại, nếu sau giấc ngủ dài và bạn cảm thấy tươi tỉnh hơn, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới thì không đáng lo lắm. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên ngủ trên 10 tiếng một ngày mà vẫn cảm thấy mệt mỏi, không còn cách nào khác là hãy đến khám bác sĩ để được chẩn đoán kỹ càng hơn.